Lời Phật dạy về việc tu tâm dưỡng tánh, Phật giáo không chỉ là một tôn giáo mà còn là một con đường tu tập tinh thần và đạo đức nhằm giúp con người đạt được giác ngộ và giải thoát khỏi khổ đau. Việc tu tâm dưỡng tánh là cốt lõi của con đường này và Đức Phật đã dạy nhiều phương pháp và nguyên tắc để thực hành việc này. Dưới đây là những lời dạy chi tiết của Đức Phật về việc tu tâm dưỡng tánh, ý nghĩa của tu tâm dưỡng tánh Tu tâm dưỡng tánh có nghĩa là rèn luyện và cải thiện tâm trí và tính cách của chúng ta để đạt đến một trạng thái thanh tịnh và giác ngộ. Đây là một quá trình liên tục, yêu cầu sự kiên nhẫn và lòng quyết tâm. Mục tiêu cuối cùng là đạt được sự giải thoát khỏi luân hồi sinh tử và những khổ đau do tham, sân, si gây ra. Ai các nguyên tắc tu tâm dưỡng tánh? Một, giới sla, giữ gìn đạo đức. Đức Phật dạy rằng việc giữ giới luật là nền tảng của tu tâm, có năm giới căn bản mà người Phật tử tại gia nên tuân thủ. Một, không sát sinh. Hai, không trộm cắp. Ba, không tả dâm. Bốn, không nói dối. Năm, không uống rượu và sử dụng chất gây nghiện. Lợi ích của việc giữ giới. Giữ giới giúp tâm hồn thanh tịnh, giảm bớt những nghiệp xấu và tạo điều kiện thuận lợi cho việc tu tập thiền định và trí tuệ. Đức Phật từng nói, người giữ giới như giữ được cái gốc của cây, từ đó các cành lá mới xanh tốt. 2 định samadhi thiền định. Thiền định là phương pháp giúp tập trung tâm trí đạt được sự tĩnh lặng và sáng suốt. Đức Phật dạy nhiều phương pháp thiền như thiền trí samatha để đạt được sự tĩnh lặng và thiền quán vipassana để phát triển trí tuệ. Các bước thiền định Chọn một nơi yên tĩnh, thoải mái, ngồi thẳng lưng, tập trung vào hơi thở hoặc một đối tượng thiền, quan sát tâm trí, không để tâm chạy theo những suy nghĩ vụn vặt thực hành đều đặn mỗi ngày lợi ích của thiền định thiền định giúp giảm stress tăng cường sự tập trung kiểm soát cảm xúc và phát triển trí tuệ đức phật dạy thiền định là con đường duy nhất để đạt được sự giải thoát không có con đường nào khác ba tuệ phiền trí tuệ phát triển trí tuệ Trí tuệ trong Phật giáo không chỉ là kiến thức lý thuyết mà còn là sự hiểu biết sâu sắc về bản chất thực của cuộc sống, thấy rõ tứ diệu đế và thấu hiểu luật nhân quả. Học hỏi và thực hành Đức Phật khuyến khích chúng ta không chỉ học hỏi kinh sách mà còn phải áp dụng những điều đã học vào cuộc sống hàng ngày. Ngài từng nói, người có trí tuệ là người biết học hỏi kinh sách, nhưng không chỉ dừng lại ở việc học mà còn áp dụng vào thực tế, quán chiếu vô thường và vô ngã. Đức Phật dạy rằng mọi vật đều vô thường và không có cái ngã vĩnh hằng. Hiểu được điều này giúp chúng ta bớt dính mắc và khổ đau. Tất cả các pháp đều vô thường, hiểu điều này là trí tuệ. Các đức tính cần rèn luyện. Một từ bi, meta, yêu thương và tha thứ. Phát triển lòng từ bi. Từ bi là lòng yêu thương vô điều kiện và mong muốn hạnh phúc cho tất cả chúng sinh. Đức Phật dạy rằng, lòng từ bi là nền tảng của mọi hành động đạo đức. ngài nói hãy đối xử với mọi người bằng lòng từ bi như mẹ yêu thương con mình. tha thứ, tha thứ giúp tâm hồn thanh thản và giảm bớt hận thù. đức phật từng dạy giữ hận thù trong lòng là tự đốt cháy mình bằng lửa giận dữ. hãy tha thứ và buông bỏ. hai, nhẫn nhục, kiên nhẫn và chịu đựng. kiên nhẫn, nhẫn nhục là khả năng chịu đựng khó khăn và đối diện với nghịch cảnh mà không bị sao động. đức phật dạy Kiên nhẫn là sức mạnh lớn nhất, nhẫn có thể vượt qua mọi thử thách. Chịu chịu đựng, à, chịu đựng không có nghĩa là cam treo lửng chịu mà là khả năng giữ tâm bình thản trước những khó khăn và khổ đau. Đức Phật dạy người chịu đựng là người mạnh mẽ, hãy giữ tâm bình an trong mọi hoàn cảnh. Ba, hỷ xả, vui mừng và buông xả của người khác. Đức Phật dạy rằng chúng ta nên vui mừng trước thành công và hạnh phúc của người khác. Điều này giúp tâm hồn trở nên rộng lượng và thoải mái hơn. Ngài nói, hạnh phúc của người khác cũng là hạnh phúc của ta. Hãy biết vui mừng với thành công của người khác. Buông xả buông xả là khả năng không dính mắc vào vật chất và danh lợi. Đức Phật dạy, buông bỏ không phải là mất mát mà là đạt được sự tự do, hãy buông xả để tâm hồn thanh tịnh. 4. Bình đẳng, Upek tâm bình đẳng, giữ tâm bình đẳng. Đức Phật dạy rằng chúng ta nên giữ tâm bình đẳng, không phân biệt đối xử giữa mọi người. Ngài nói, tất cả chúng sinh đều bình đẳng, không phân biệt màu da, giới tính, tôn giáo hay địa vị xã hội. Hãy đối xử với mọi người bằng lòng bình đẳng, không phân biệt. Sự phân biệt chỉ tạo ra sự chia rẽ và khổ đau. Đức Phật dạy, người trí tuệ không phân biệt vì họ thấy rõ bản chất vô thường và vô ngã của mọi pháp. Kết luận Lời dạy của Đức Phật về việc tu tâm dưỡng tánh là những chỉ dẫn quý báu giúp chúng ta đạt được sự bình an, nội tâm và giác ngộ. Việc tu tập không chỉ là học hỏi kinh sách, mà còn là rèn luyện đạo đức, thiền định và phát triển trí tuệ. Các đức tính như từ bi, nhẫn nhục, hỷ xả và bình đẳng cũng cần cần được rèn luyện hàng ngày. Tu tâm dưỡng tánh không chỉ mang lại lợi ích cho bản thân mà còn góp phần xây dựng một xã hội hòa bình và hạnh phúc. Đức Phật từng dạy, Hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi. Hãy nương tựa vào chính mình. Đừng tìm kiếm sự cứu rỗi từ bên ngoài. Chúng ta hãy ghi nhớ lời dạy này và thực hành tu tâm dưỡng tánh để đạt được sự giác ngộ và giải thoát. Lời dạy của Phật về kinh sách và tu tâm dưỡng tánh Y lời dạy của Phật về kinh sách 1. Vai trò của kinh sách trong Phật giáo Kinh sách là những bài giảng và giáo lý của Đức Phật được ghi chép lại bởi các đệ tử sau khi Ngài nhập Niết Bàn. Kinh sách giúp người tu hành hiểu rõ hơn về con đường giác ngộ và giải thoát. Hai các loại kinh sách quan trọng, kinh tả. Chứa đựng những bài giảng và lời dạy trực tiếp của Đức Phật về các phương pháp tu tập và đạo đức. Luật Tạng Vinaya Pitaka. Ghi chép các quy tắc và giới luật dành cho Tăng Ni luận tảng Abhidhamma Pitaka giải thích chi tiết về tâm lý học và triết học Phật giáo. 3. Cách tiếp cận kinh sách Học kinh sách với tâm trí mở và lòng thành kính. Không chỉ đọc mà còn phải thực hành những điều đã học để thấy được lợi ích thực sự. 4. Lời khuyên của Đức Phật về việc học kinh sách Người trí tuệ là người biết học hỏi kinh sách, nhưng không chỉ dừng lại ở việc học mà còn áp dụng vào thực tế. Kinh sách chỉ là là ngón tay chỉ trăng, đừng chấp vào ngón tay mà quên mất trăng. Ai, lời dạy của Phật về tu tâm dưỡng tánh Một ý nghĩa của tu tâm dưỡng tánh Tu tâm dưỡng tánh là quá trình rèn luyện tâm hồn, thanh lọc và phát triển những đức tính tốt đẹp, mục đích là đạt được sự bình an nội tâm, giác ngộ và giải thoát. Hai, Các phương pháp tu tâm dưỡng tánh um, Giới sila, giữ gìn giới luật, sống đạo đức và tránh làm điều xấu định samadhi thiền định tập trung tâm trí để đạt được sự tĩnh lặng và sáng suốt tuệ nhà phát triển trí tuệ hiểu rõ bản chất của thực tại và đạt được sự giác ngộ ba các đức tính cần rèn luyện từ bi meta yêu thương và tha thứ cho mọi người nhẫn nhục khanti kiên nhẫn và chịu đựng trong mọi hoàn cảnh hỷ xả vui mừng với thành công của người khác bình đẳng, giữ tâm bình đẳng không phân biệt đối xử. 4. Lời dạy của Đức Phật về tu tâm dưỡng tánh, chính tâm mình là nơi trú ẩn, không phải ở ngoài. Tâm là nguồn gốc của mọi hành động, nếu tâm thanh tịnh thì hành động cũng sẽ thanh tịnh. Hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi, hãy nương tựa vào chính mình đừng tìm kiếm sự cứu rỗi từ bên ngoài. Kết luận lời dạy của đức phật về kinh sách và tu tâm dưỡng tánh là những chỉ dẫn quý báo giúp người tu hành đạt được sự bình an nội tâm và giác ngộ học kinh sách không chỉ dừng lại ở việc đọc mà cần áp dụng vào thực tế tu tâm dưỡng tánh đòi hỏi sự kiên trì và lòng thành kính để giúp con người phát triển những, những đức tính tốt đẹp và sống một cuộc sống ý nghĩa